Sau khoảng 10 tháng triển khai, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2013 có 112 hồ sơ các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi của 10 huyện, thị xã thành phố, trong đó có 11 hồ sơ ở khối tiểu học, 51 hồ sơ ở khối trung học cơ sở, 50 hồ sơ ở khối trung học phổ thông. Các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi được phân thành 5 lĩnh vực gồm đồ dùng học tập, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, phần mềm tin học, tự động hóa, sản phẩm thân thiện với môi trường, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Kết quả chấm thi có 81 mô hình sản phẩm đạt giải. Cuộc thi không có giải nhất, gồm 8 giải nhì, 17 giải ba, 56 giải khuyến khích. Đề tài của bọn em là sách song ngữ giới thiệu về các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh hưng yên thông qua nghiên cứu khoa học bọn em hiểu sâu hơn về kiến thức đã học gắn học đi đôi với hành gắn liền với thực tiễn bọn em học thêm được sự tự tin và sáng tạo của cuộc thi này cũng giúp bọn em có một sân chơi bổ ích hơn